Tất cả những sóng gió của 2023 đã qua hoặc là sắp qua rồi, tùy thuộc vào thời điểm lên video. Hôm nay chúng tôi ở đây để nói về điện ảnh Việt Nam năm 2023, một chủ đề cực kỳ hot. Và khi tôi nói hot là ý tôi là phim nào có Trấn Thành thì hot. Well, chửi gì thì chửi, xít đinh gì thì xít đinh. Nhưng mà có một cái làm chúng tôi thấy vui là khán giả Việt bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới điện ảnh rồi. Có nhu cầu xem và gu xem cũng đang phát triển hơn rồi. Tôi chưa bảo là gu xem phát triển lắm rồi nhưng mà cũng có phát triển. Ví dụ là phim là bị dở là bị chửi ngay. Mà không phải chửi bình thường nhé, chửi chứ không ngóc đầu lên được luôn. Có người thì bảo là chửi thế thì ai dám làm phim nữa. Nhưng mà về mặt thực tế thì mọi người vẫn làm. Vậy thì một năm qua điện ảnh Việt Nam có những gì? Chúng ta đã làm được gì? Và điểm yếu còn tồn tại là gì? Xem phim Việt có phải là đá vào công sức lao động của mình không? Hãy cùng chúng tôi lạm bàn trong video này. Thông tin của video này thì được chúng tôi góp nhặt từ nhiều nguồn, tổng hợp ý kiến của nhiều người và của cả chính chúng tôi, những khán giả bình thường xem phim chứ không phải là những chuyên gia. Thế nên là có gì sai học cần đính chính thì các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. À mà hiện tại thì 98 Media, công ty chủ quản của The Reviewer và nhiều kênh YouTube khác cũng đang tuyển các vị trí như giám đốc nhân sự, content full time, part time các mảng phim, game, kiến thức lịch sử khoa học và các editor full time, part time cũng thuộc mảng này luôn. Các bạn có thể xem thông tin tuyển dụng trên các trang cộng đồng của các kênh cũng như là thông tin để ứng tuyển. Và video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc, editor vui vẻ và giọng đọc vui vẻ. 2023 là một năm thú vị của điện ảnh Việt Nam. Và tất nhiên khi tôi nói thú vị thì ý tôi là có nhiều drama. Chúng ta có tổng cộng 24 phim. Có phim chả kiếm được đồng nào, có phim thì kiếm được đủ tiền để đi thuê xe đinh. Nếu mà xét riêng về doanh thu thì cao nhất năm nay là Nhà Bá Nữ 459 tỷ, tức là bằng hơn 9 triệu bát bún bò Huế đấy. Cái số bún bò Huế mà Nhà Bà Nữ kiếm ra bằng rất nhiều những phim khác cộng lại, gấp đôi phim kiếm nhiều tiền thứ hai là Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải. Ngoài ra thì năm nay còn có thêm 3 phim nữa có doanh thu trên 100 tỷ là Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với 140 tỷ này, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy của Võ Thanh Hòa và Chị Em 2 của Cathy Uyên đều được 121 tỷ. Ngoài ra thì còn có Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ suýt soát với 97 tỷ. Những doanh thu này thì có phản ánh chất lượng của phim không? Để bàn luận thì chúng ta hãy nắm đầu cái phim mà kiếm nhiều tiền nhất đi, Nhà Bà Nữ. Phim này thì kể về gia đình một bà tên là Nữ, có 3 thế hệ sinh sống cùng nhau và những cái mâu thuẫn liên quan tới 3 thế hệ này. Bà mẹ là bà Nữ thì áp đặt quan điểm của mình lên con gái. Cô con gái thì ngựa non háo đá, không muốn nghe lời ai. Phim thì có một câu khá là viral là con thà thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ. Thà thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ. Con nên nhớ rằng thất bại là mẹ, thật con. Có một cái phim này mà tôi thấy làm khá thật là chửi bậy nhiều. Cái việc chửi bậy nhiều thì cũng bị chửi nhiều ấy. Nhà Bà Nữ thì nó còn nói lên nhiều vấn đề như là vội vã trong hôn nhân này, rồi là người trong nhà thì hay thích làm tổn thương nhau, trong khi ra ngoài thì cứ nice với người ta. Vợ chồng thì phải tôn trọng nhau, san sẻ khó khăn. Nói chung là có rất rất nhiều câu chuyện được truyền tải trong phim. Và tất nhiên rồi là qua mồm của Trấn Thành nữa. Tôi thì không gặp quá nhiều vấn đề về gia đình, nhưng mà đọc comment khen trên mạng thì nhiều người bảo là đồng cảm và muốn đi xem. Comment chê thì mọi người bảo là phim làm quá lên, gia đình cái bà này toxic và Nhi là con gái bà Nữ thì không đáng có một happy ending như thế, tại vì ngoài đời thì nó không diễn ra như thế. Đó, top 1 server năm nay là một bộ phim như vậy. Những phim khác trong top 6 thì cũng cùng mô típ là nhiều ý kiến trái chiều, trừ Lật Mặt của chú Lý Hải. Về mặt nội dung thì tất cả cũng chưa có sự đột phá rõ ràng. Tổng quan thì dừng lại ở mức là xem được, có tuyến truyện rõ ràng. Nhưng mà đối với tôi và nhiều khán giả xem các kênh YouTube về phim ở Việt Nam thì chắc là sẽ có ít giá trị xem lại. Tức là như tôi sẽ không mua Netflix, Galaxy Play hay là mấy cái app xem phim để xem mấy cái phim này. Nhưng mà đấy là tôi thôi nhé. Một yếu tố nữa mà khiến Nhà Bà Nữ thành công là chọn thời điểm vàng của năm, đấy là Tết. Mặc dù tôi cũng có hỏi một bài trên nhóm phim này hay phết của chúng tôi xem là mọi người có thói quen xem phim Tết hay không, thì đa số mọi người đều bảo là Tết họ chả đi xem phim, mà có đi xem phim thì chắc chắn là không xem phim của Trấn Thành. Nhưng mà nhóm của tôi thì chỉ có 12.000 người thôi, nên là tôi không nghĩ là nó mang tính đại diện. Nếu mà như bạn có thói quen xem phim Tết thì có thể vào trong group để có thể nói lên quan điểm với chúng tôi. Về thực tế thì doanh thu của Nhà Bà Nữ vẫn cao. Nếu mà so với Chị Em 2 cũng ra mắt trong thời điểm này thì Nhà Bà Nữ đã vào mồm luôn. Nhưng mà như thế thì không có nghĩa là Chị Em flop nhé. Cũng cá kiếm đấy, cụ thể là 121 tỷ. Và khán giả đã bỏ 121 tỷ để được xem Tàu, cụ thể là Tàu Đi của Ngọc Trinh. Nói chung là những cái phim ra mắt vào dịp lễ thì doanh thu rất tốt, như là Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy ra mắt tháng 3 này, thì cái tầm đấy là nhu cầu ăn chơi Tết vẫn chưa kết thúc này. Lật Mặt 6 thì là 30 tháng 4 này, trừ mấy phim mùng 2 tháng 9 nhé. Lúc đấy rạp có chiếu Chạm Vào Hạnh Phúc này, Biến Phá Xác Sống với lại Live Phát Trực Tiếp thì cả ba đều flop. Cái này thì theo chúng tôi là câu chuyện về chất lượng.
Chạm vào hạnh phúc thì nó là một cái web drama được đưa ra rạp chiếu, đưa rất nhiều bi kịch xung quanh nhân vật chính của chú Quang Tèo, nhưng mà sắp xếp không mạch lạc và cũng không giải quyết toàn vẹn được bất kỳ vấn đề gì cả. Live trực tiếp thì là phim của một đạo diễn còn ít kinh nghiệm và anh Khương Ngọc, diễn viên thì toàn TikToker, phần nội dung thì nó cũng chưa đến đâu cả. Còn bến pha sắc sống thì thôi, it's bến pha tham. Bây giờ thì xét đến con voi trong phòng đi, Đất rừng phương Nam và Người vợ cuối cùng. Cả hai đều được ra mắt vào tháng 10. Thời điểm này thì nó cũng không phải gọi là quá đẹp, nhưng mà được cái là không phải cạnh tranh với phim nước ngoài, chỉ có Killer of Flower Moon thôi. Nhưng mà cái phim này dài 3 tiếng rưỡi và nó cũng không hề dễ xem với khán giả đại chúng nhé. Thế nên là cũng không có tính cạnh tranh lắm. Cái điều mà Đất rừng phương Nam và Người vợ cuối cùng làm khá tốt là đẩy cực mạnh về truyền thông. Và tiếp theo chúng ta nói về truyền thông đi. Riêng ở mảng truyền thông thì vị vua chắc phải là Trấn Thành. Cứ mỗi khi Trấn Thành ra phim là chắc chắn sẽ khuấy động mạng xã hội, nhưng mà chủ yếu là tiêu cực. Mọi người sẽ chia sẻ là Lệ Tổ lại ra phim, lại nói đạo lý, cầm súng bắn người nhà mình các thứ. Còn Trấn Thành thì lại đứng ra đưa ra những thông điệp phản bác lại, hoặc là như nào đấy đính chính thuyết phục lại. Thế là tất cả mọi người biết là ông này ra phim này. Về độ phủ đi thì ai cũng biết, còn về mặt tích cực hay tiêu cực thì theo tôi thấy là toàn tiêu cực. Fan và những khán giả mà kiểu không quan tâm lắm thì họ vẫn sẽ ra rạp để họ xem, tại vì họ có cái gì để mà xem đâu. Mà những người không thích hoặc là anti fan chẳng hạn thì chắc là cũng ra rạp để xem mà chê. Thậm chí là cái phim khác ra mắt thì cũng dính đến Trấn Thành luôn, như cái thời điểm ra mắt Lật Mặt và Con Mót Nhót Chồng thì người ta liên tục so sánh hai cái phim này với Nhà Bà Nữ. Tôi thì cũng không biết là cái này là tự nhiên hay là bài truyền thông, nhưng mà chắc chắn một điều là cứ có Trấn Thành thì là sở tong về truyền thông. Thêm một quả Đất rừng phương Nam mới dính thêm quả Luật Sử Phục Trang các thứ ấy. Thì đây là một cái bài học cực lớn dành cho các dự án phim trong tương lai và các kênh làm content về phim, thì các đoàn phim sẽ phải chỉnh chu hơn trong sản phẩm để vừa tôn trọng công sức của chính mình và tôn trọng cái trí thông minh của khán giả ấy. Tại vì bây giờ khán giả khôn lắm. Và giữa cơn bão phẫn nộ đó thì ekip của Người vợ cuối cùng cũng thuận thế đẩy thuyền. Phim thì có hình ảnh trang phục là chính xác 100% miền Bắc trong bối cảnh phim luôn, nhưng mà nhân vật chính lại nói giọng Nam mới cay. Và nghiễm nhiên là phim cũng bật lên trong thời điểm đó. Thì kết luận lại là công thức một bộ phim 100 tỷ là chọn thời điểm ra mắt thích hợp, như là các dịp lễ Tết, xong rồi né các siêu phẩm ra mắt, mặc dù năm nay cũng chẳng có siêu phẩm gì nước ngoài cả. Cuối cùng là đặc biệt phải có là đổ tiền vào chạy xịt đỉnh, chuyến dịch truyền thông cực mạnh, không cần quan tâm tiêu cực hay tích cực để mọi người đều biết đến phim. Còn nội dung thì đảm bảo ở mức là xem được với khán giả đại chúng. Giờ thì chúng ta sẽ xét đến những bộ phim mà có doanh thu siêu thấp. Ở vị trí cuối cùng thì chúng ta có Thành phố ngủ gật với 230 triệu. Chắc là Thành phố ngủ gật nên là doanh thu cũng ngủ gật luôn. Phim này là một phim tâm lý tội phạm bạo lực, có làm theo hướng show don't tell và góc máy tôi đánh giá là có tính nghệ thuật. Điểm trừ thì sẽ là phần lồng tiếng, nhưng mà đạo diễn đã giải thích là phải quay ngoài thực tế có quá nhiều tiếng ồn nên đã phải làm thế. Phim thì được đánh giá là có tiềm năng thể hiện sự đi lên của phim Việt Nam, nhưng mà lại ra mắt cùng lúc với Sneak Show của Đất rừng phương Nam và bị chiếm sạch hết những suất chiếu đẹp. Thì chính đạo diễn của phim cũng đã lên tiếng khi mà họ đã chọn thời điểm ra mắt để né Đất rừng phương Nam rồi, nhưng mà ai ngờ Đất rừng phương Nam lại cho quả Sneak Show bóp chết luôn bộ phim. Với cả là theo tôi thì thể loại phim cũng khó xem với khán giả đại chúng, nên là cuối cùng thì thất bại về mặt doanh thu. Bộ phim doanh thu thấp thứ hai là Fanti thì doanh thu cũng x5 so với cái phim này. Một trường hợp mà gần giống như thế là Những đứa trẻ trong xương, là phim về hủ tục tảo hôn. Nó cũng đem lại nhiều góc nhìn của cuộc sống ở vùng cao. Khi xem xong thì tôi thấy là có sự khơi gợi suy nghĩ về cuộc sống của Di, một cô bé mà phải chịu nạn tảo hôn trong phim. Đấy là một điều mà ít phim Việt làm được trong năm nay. Về mặt chuyên môn thì Những đứa trẻ trong xương đoạt giải đạo diễn xuất sắc tại liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam, lọt top 15 Oscar đề cử hạng mục phim tài liệu dài. Nhưng mà đấy chỉ là câu chuyện chuyên môn thôi, còn hành trình ra rạp của phim này thì khá là trắc trở. Đầu tiên thì chỉ chiếu ở Beta và Đi Cine với tổng cộng là 26 cụm rạp trên toàn quốc. Nếu các bạn chưa biết thì riêng CGV đã có đến 21 rạp chỉ riêng ở Hà Nội rồi. Cái phim Những đứa trẻ trong xương đã kén khán giả rồi, giờ khán giả muốn đi xem thì cũng khó luôn. Xong rồi theo như tôi đọc thì bên kiểm duyệt còn ghi sai phạm vi được phép phổ biến của phim. Đáng nhẽ là phim được chiếu cho mọi khán giả, nhưng mà bên kiểm duyệt bảo là do lỗi đánh máy nên là nhầm thành cho những người trên 16 tuổi. Thế là phim chỉ thu về 2 tỷ thôi. Trong đó thì đoàn làm phim đã trích 10% doanh thu để ủng hộ các bé tiểu học trên Lào Cai. Đây là một bộ phim mà được đánh giá là chuyên môn tốt này, có giá trị xem lại, nhưng mà không hề thuận lợi trong việc ra mắt ở thị trường trong nước. Và cũng từ hai bộ phim này thì cũng có thể thấy là phần đông khán giả sẽ thích phim giải trí hơn. Phim giải trí thì luôn chiếm top doanh thu. Những đứa trẻ trong xương rồi Thành phố
phố ngủ gật thì tôi vừa nói xong đấy, cũng là top doanh thu nhưng mà top từ dưới lên, thậm chí là Bến Phà Xác Sống nhá, phần 2 của Cù Lao Xác Sống còn được 4 tỷ thì rõ ràng là làm phim giải trí là vua của làm phim ở Việt Nam rồi. Nếu mà thế thì nhìn vào nhu cầu khán giả và thực tiễn đi, thì đa số khán giả ra rạp thì có nhu cầu giải trí, dạo thời gian làm việc nhiều hơn. Mà cái việc làm ra một bộ phim hài hay là lồng ghép nhiều yếu tố hài thì nó sẽ dễ tiêu hóa hơn và cũng là sở trường của các nhà làm phim Việt Nam. Rồi lại thêm yếu tố về chủ đề gia đình, tình bạn nữa là chuẩn bài luôn. Nhưng mà cái việc là làm đi làm lại một công thức thì nó sẽ khiến cái nền điện ảnh Việt Nam chưa thể đột phá trong vài năm qua. Về phía khán giả thì đúng là mọi người vẫn sẽ bỏ tiền để ra xem những phim đấy, để gọi là ủng hộ điện ảnh. Và cũng tôi nghĩ là phần lớn là cũng không có nhiều lựa chọn ấy. Đúng như kiểu là một quán ăn mà nó ok giữa những quán ăn tệ thì người ta vẫn vào ăn. Nhưng mà nhá, thị hiếu của khán giả đang dần đi lên. Mọi người có nhu cầu, có hy vọng được xem một tác phẩm chỉn chu, táo bạo mà có mark là Made in Việt Nam. Thêm vào đấy thì truyền thông ngày càng phát triển. Bây giờ mà làm phim mà gây tranh cãi quá hoặc là xúc phạm quá thì ăn tẩy chay, ăn phong sát ngay, đất rừng phương Nam luôn. Tôi tin chắc là không có vụ luật sử thì doanh thu của phim nó còn cao hơn thế nhiều. Vậy nên là hy vọng là 2024 chúng ta sẽ đón nhận được nhiều phim hay hơn. Tổng kết lại thì năm nay điểm yếu của phim ảnh Việt Nam theo chúng tôi thì vẫn là kịch bản chưa ổn. Rất nhiều phim năm nay được chuyển thể từ web drama, nghĩa là được một bộ phận khán giả biết từ trước rồi. Dàn diễn viên thực lực nổi tiếng, nhìn vào dàn nghệ sĩ của Tràn Vào Hạnh Phúc thì chỉ nhìn thế này thôi mà có ai nghĩ là phim chỉ mang về được một nửa Bến Phà Xác Sống đâu. Thì lý do đơn giản vẫn là nội dung. Hai là về vấn đề lời thoại thì đây là cái mà câu chuyện chắc từ ngày xưa rồi. Nhưng mà ngày xưa cũng có nhiều phim mà cũng thoại tự nhiên mà nhỉ, như là Sóng ở Đáy Sông ấy, đoạn mấy ông núi nít chửi nhau thứ, hoặc là nói chuyện bình thường khá là tự nhiên mà, và nó không bị gượng ép. Tiếp theo là vấn đề sự chính xác về lịch sử và trang phục. Cái này thì nói đi nói lại rồi, tóm gọn lại là nên tôn trọng lịch sử, tôn trọng sản phẩm, tôn trọng khán giả. Tiếp theo là điểm yếu về CGI đi. Cái này thì khá là rõ ràng rồi. Mấy CGI như là quả lửa trong Tết ở làng địa ngục hay là những cái phim khác thì khá là lờ mao đấy. Thôi, chê thế thôi, khen tí đi. Đầu tiên thì có một cái khen là năm nay chúng ta có nhiều chủ đề mới. Phim Ma Cà Rồng này, phim hoạt hình đầu tiên lên rạp này. Nội dung của phim thì nó cũng có sự gọi là, tôi sẽ dùng cái từ táo bạo hơn đi. Vong Nhi thì nói về việc là có nên phá thai khi đó là kết quả của một vụ cưỡng hiếp hay không. Những Đứa Trẻ Trong Xương nói về nạn tảo hôn. Fanti thì về vấn đề livestream. Thành Phố Ngủ Gật về tâm lý tội phạm. Quỷ Cầu về việc ăn thịt chó. Thì toàn là những ý tưởng táo bạo nhưng nó vẫn kẹt lại ở khâu thực hiện. Điều thứ hai đang tiến bộ thì tôi thấy là về mặt hình ảnh nhé, chứ không phải CGI nhé. Người Vợ Cuối Cùng này, Đất Rừng Phương Nam này, Giao Lộ 8675 này, phim đẹp mà. Và vấn đề cuối cùng là câu chuyện chê phim. Câu chuyện chê phim thì tôi lại nghĩ đến cái phim Whiplash. Trong phim đấy thì cái ông thầy Whiplash ấy, ông ấy rất là tàn bạo. Ông ấy chửi cho cái thằng nghệ sĩ đánh trống nó khóc luôn. Xong rồi và có người phải tự tử. Tại vì ngày xưa đi học với ông đấy, ông ấy chửi kinh quá. Chỉ trong phim Whiplash đấy cũng đưa ra một ý kiến khá hay là những người thực sự vĩ đại thì người ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái đấy, và người ta sẽ vượt qua được những cái đấy. Nhưng mà cũng nó cũng gây ra những hậu quả như là người ta tự tử đấy, và nó cũng chết đấy. Thì cái này hạ hồi phân giải. Nhưng mà tôi cũng tin là về mặt thị trường đi thì chắc chắn là nó sẽ đi lên và sau này sẽ có nhiều phim hay hơn. Thế nên là mình cũng có thể hy vọng đấy chứ nhỉ. Và tôi là Vui Vẻ, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng The Reviewer trong suốt năm 2023. Và rất mong là The Reviewer vẫn sẽ được đồng hành cho các bạn trong những bữa ăn, bữa tối trước khi đi ngủ hoặc là đang làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại.